Xin chào các bạn đến với khóa học Docker cơ bản dành cho người bắt đầu. Thì bữa nay là buổi thứ 9. Thì trong cái buổi hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái lệnh Docker Command gọi là Docker Doc để mà thực hiện cái việc mà check doc hay là xem doc của một cái container nào đó. Thì ở ngoài dự án thực tế thì khi mà các bạn vận hành một cái ứng dụng nào đó ở trên cái container của thằng Docker thì các bạn thường thường chúng ta sẽ có mong muốn có cái nhu cầu là xem được cái doc của cái container để kiểm tra xem là cái ứng dụng của chúng ta nó có chạy bình thường hay không ạ. Thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn là thực hiện cái việc mà kiểm tra cái doc của container. Thì bây giờ tôi sẽ đi bắt đầu hướng dẫn các bạn như sau. Thì để mà thực hiện được cái việc mà xem doc của một cái container thì các bạn cũng vô cái trang tài liệu của thằng Docker là cái trang doc.docker.com. Rồi các bạn đi vô cái phần menu reference. Rồi theo thì các bạn đi vô cái phần gọi là CUI reference ở đây. Rồi theo thì các bạn đến cái phần gọi là Docker container doc ở đây này. Thì đây là cái cách sử dụng của cái lệnh gọi là Docker container doc. Thì mục đích của cái thằng này đơn giản là chỉ là thực hiện cái việc mà xem doc của một cái container hay là của một cái ứng dụng nào đó đang chạy ở trên cái Docker container của chúng ta. Thì về cách sử dụng thì các bạn run cái lệnh gọi là Docker container doc, rồi theo là mấy cái option, rồi theo là cái container của bạn. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cái gì chọn là rút gọn là Docker doc này. Thì bây giờ chẳng hạn như tôi sẽ đi demo cho các bạn sử dụng cái lệnh là Docker doc này này. Thì bây giờ tôi sẽ mở terminal lên. Thì chẳng hạn như tôi sẽ đi demo cho các bạn thực hiện cái việc xem doc của cái container nginx này chẳng hạn. Thì bây giờ tôi sẽ đi demo cho các bạn sau. Thì tôi sẽ run là Docker log. Rồi theo là cái container thì tôi sẽ copy cái container ID và tôi để nó vô như vậy. Thì các bạn phải để ở chỗ này là cái container ID hoặc là cái name của cái container của bạn vô. Thì chẳng hạn như tôi muốn xem doc của cái container nginx này thì tôi sẽ pass cái ID của nó vô đây như vậy. Rồi theo tôi nhấn Enter này. Đó thì nó show cho tôi một đống nóc như vậy này. Đó. Thì cái nóc này thì trông nó rất là dài. Đó thì khi mà cái ứng dụng của bạn chẳng hạn như nó có một cái issue nào đó thì các bạn thể sử dụng cái lệnh Docker log này để mà show nóc ra và kiểm tra xem là cái ứng dụng của các bạn nó có hoạt động bình thường hay không. Rồi theo thì ngoài ra thì các bạn thể sử dụng cái tùy chọn gọi là trừ F. Thì khi mà sử dụng cái tùy chọn trừ F này ấy, thì các bạn thể xem doc được ở cái trạng thái gọi là hiện tại ấy. Thì các bạn thể vô lại cái trang tài liệu của cái lệnh Docker log này này. Thì ở đây nó có cái phần option này. Thì cái tùy chọn trừ F này tức là nó sẽ follow cái log output tức là nó sẽ in ra cái log mà ở cái thời gian hiện tại mà cái ứng dụng nó đang vận hành ấy. Thì chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ đơn cái lệnh với lại cái tùy chọn là trừ F này thì chẳng hạn như bây giờ tôi nhấn Enter này đó thì các bạn thấy là nó đang show ra cái dòng doc như vậy đó thì ở đây là cái doc hiện tại của cái ứng dụng mà nó đang vận hành ở đây đó thì như vậy hôm nay tôi đã demo cho các bạn sử dụng cái lệnh gọi là Docker log để mà thực hiện cái việc mà check doc của một cái container hay là của một cái ứng dụng đang chạy ở trên cái container đó thì hôm nay tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây hẹn gặp lại các bạn ở cái video theo.